Hai, chào cô chú anh chị ha, chào bà con cô bác. Nói chung thì bữa nay là ngày 16 tháng 10 năm 2024 ha cô chú anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì cho Trường An của em xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình đã xem clip, xem kênh của em trong thời gian qua ha. Thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị mình đã ủng hộ kênh của em và mua đồ bên kênh của em ha. Thì không đã giờ lâu nữa, không gài cũng lâu quá rồi. Mấy cả tuần gì em chưa có lên clip được nữa. Thì bữa nay em kiếm được mấy con máy quýt quýt cho mình sử dụng nghe cô chú anh chị. Thì cái con đầu tiên đây rồi, em lấy gần đây xíu. Cái con đầu tiên là cái con Gobin nghe cô chú anh chị, Gobin EH17. Con này là 6HB. Con này đời UHV nghe cô chú anh chị, giật nhẹ giật nghe cô chú anh chị. Đời nó xéo đó, nhưng mà đời cao á. Mình nhìn á thì giống như nó là lốc đứng nhưng mà nó là đời cao. Mấy dòng này giờ chuộng ta xài nhiều lắm nè, nó là Subaru đời cao á. Đồ thì bên này thì em bao nguyên game cho mình nghe cô chú anh chị. Con này thì cúc chiền. Cúc này 19-20 vậy. Em mất tiêu em cái thước em đo không được nữa. Chung mà mấy con này kéo nén xịt thuốc không hay là mình chạy xuồng vỏ là ok nghe cô chú anh chị. Tình trạng thì máy này thì ở bên bển bên Nhật nó trở về thì nó có hơi cấn nhẹ chỗ này nghe cô chú anh chị. À, với là cấn này nè. Cấn nhẹ này nó này nó không quan trọng nghe cô chú anh chị. Tem Lema. Lốc liếc thì ok nghe cô chú anh chị, để em xem thử này. Ốc á, bữa nay nhỏ con em nó không có quay cho em được, nó không có ở nhà, vợ em nó quay không gành nữa, thôi để em quay cặn kẽ cho mình xem hai cô chú anh chị. Ốc là nghe còn đẹp, nghe sáng trưng, máy nó còn sáng trưng nghe cô chú anh chị. Chỗ này nó có hơi xét xét nhẹ, chỗ này là em chưa chà nữa nè. Nói chung là máy này, ốc ác này em chưa có đụng nha, chỉ có gỡ vệ sinh đùm sân con, bô đen thùi lùi luôn nè. Con này thì zin toàn tập cho mình nha, bình xăng thì ở trong thì em thấy là còn ok. Này để em bắt láp mới được. Bình xăng này là sạch, ở trong sạch lắm nha, sạch bon nè nghe cô chú anh chị. Nó hơi cẩn cẩn xíu, cẩn cẩn xíu. Mấy cái đời này vậy là ok à. Con máy này thì gọi như là quá đẹp rồi. Rồi em cầm cho anh vì vừa hơi lắc quá. Rồi thì đầu tiên mình đóng nghe cô chú anh chị. Công tắc. Ganti nhĩ nhừ nghe cô chú anh chị. Mấy con đời cao này, mấy con này bền lắm nè nghe cô chú anh chị. Xuất sắc cho con máy này. Mình kéo nén xịt thuốc, mình chạy xuồng chạy vỏ là ok nha. Mấy chú quái bác này lớn tuổi, mình sợ mấy cái đời cao mà nặng giật hay á, vấn đề đó mình đừng có sợ. Con này rất nhẹ giật. Để em giật lại cho cô chú anh chị mình xem đây quận đó ha. Nói chung thì mấy cái đời mà gọi là OHV á, thì nó rất nhẹ giật. Rồi thì em tiếp cho mình ha. Con này có mã số thứ tự là 150. Rồi em quay trên này. Em quay này mấy cô chú anh chị mình khi dòm thấy cái này mới nè. Số thứ tự của nó là 150. Con này thì em tính với mình là 2.800.000 nghe cô chú anh chị. 2.800.000. 2.800.000. Mã số thứ tự của nó là 150. Tắt cái bình hơi giùm em. 150. Máy này thì bên em sẽ bao ship cho mình nghe cô chú anh chị. Bao ship tặng chai nhớt, tiếp mở mua ghi.
Cô chú anh chị mình đến nơi là mình đổ nhớt vô trong máy giúp em nha, bằng mặt dưới, bằng mặt dưới rồi mình mua xăng mình thử ở nhà, mua chừng nửa lít 2 lít xăng gì đó, mình thử máy, test máy ok rồi mình nhận hàng thanh toán shipper ha cô chú anh chị. Máy thì bên đây là dưới 3 triệu thì em không có cọc nha cô chú anh chị, trên 3 triệu thì cọc giúp em vài trăm ngàn cho em dễ đi đơn. Như con máy này thì 2 triệu 8 thì không cần cọc với em. Thì cô chú anh chị nào mình cần xài đó, thấy con máy này ok, hợp ý, hợp nhãn mình đó thì nhấc điện thoại lên, điện Zalo em cũng được, điện số cũng được, điện qua số là 093 4567 095 ha. Số đó em có hồi em để dưới cái tiêu đề. Rồi em cho qua con máy này em lên máy khác cho mình nha. Rồi đây cài, kiếm con máy whip rồi. Đây. Đây cô chú anh chị ơi, mỏm gầy cái dòng máy này nè, là có nhiều cô chú anh chị mình đó là kêu em kiếm mấy con máy này nè. Con máy này nhỏ gọn xách tay, nó nằm tầm khoảng 10 mấy ký ha. Lớn lớn tuổi xí mình cũng xách bình thường, nó có tay xách nè. Con này là GM82, con này là công suất của nó là 2,4 HP nghe cô chú anh chị. Mang thương hiệu là Mitsubishi, có cái tem ba cái gạch gạch nha của Mitsubishi nè. Mấy kiện da băng nghe cô chú anh chị. Thôi để em cầm điện thoại em quay cho mình xem ha. Đây, Make in Japan, 2,4 HP, vậy cho mình chính xác luôn ha cô chú anh chị. Em quay cận cảnh với mình xem luôn ha. Áo yếm thì còn đẹp cực kỳ nha. Tem Lema nè. Ống xăng là đồ ghim hết trơn nha cô chú anh chị. Bình xăng con đẹp quá. Chụp cổ hắc quê, đẹp từ chi tiết luôn nghe cô chú anh chị. Những con máy mình gọi là chạy ít chạy nhiều, đầu kia mình nhìn sẽ biết nha, những con ốc bô nè, ốc bô nó còn sáng giới nghe cô chú anh chị. Luôn cả cái bô này nè nó còn đang thù lùi luôn. Miếng lưới lược nó như vậy nè. Bơm thì nó là bơm kêu ghiếp. Thằng này thì ổng hút của nó, hút xả của nó thì nó nằm tầm có khoảng là 25 nghe cô chú anh chị, hút xả khoảng 25. Đem coi, đúng rồi nè, nó là 25. Hút xả nó là 25mm, lưu lượng nước của nó là 140 lít trên 1 phút. Nó đẩy cao cho mình được lên cao là được 35m. Dùng tua là 3600. Rồi, mã số CG của nó dưới này nè nghe cô chú anh chị. Cái này nó hình như là 135 hay gì á. Hay là 185 gì á. GM82 nè. Lốc liếc thì đẹp cực kỳ nghe cô chú anh chị nè. Ốc của nó nè. Ở trong đó nó đóng lốc của mấy kiện da bằng ngay trong giỏng. Con này thì bình xăng nhựa mình khỏi coi nha. Bình xăng nhựa thì nó không có xét đâu cô chú anh chị. Mà con máy này đẹp xuất sắc. Nó còn có khoảng, em so em nhận định thì nó còn khoảng 9 nút. Con máy đẹp không tì vết luôn. Rồi để em test máy cho mình xem nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ đóng e, kéo cái cần gạt qua đây là mình sống đóng e. Cái này phá xăng, đứng như là phá đang mở xăng nha cô chú anh chị. Rồi cần ga là mở lên ga giúp em miếng. Ganti đếm từ tiếng luôn. Nói chung con máy này á, là rất là nhẹ giật nha cô chú anh chị. Như mấy chú mấy bác lớn tuổi xí đó, mình xài này là ok. Phụ nữ rồi đó. Đây, em đóng em mới được. Đem thử lên coi. Vậy là khi mình đã giật chạy rồi không nên đóng e nữa. Hồi nãy đóng e là giống như kiểu ngập xăng. Thì bây giờ là muốn cứ khi giật lên ga giúp em miếng. Rồi kéo nhẹ ha.
như giống như động tác này của em nè, nó rất nhẹ, chỉ là chạy nè. Con này thì nó là con máy whip nghe cô chú anh chị. Con này thì em cũng đấu giá với người ta, em mới có con máy này. Thì con này có mã số thứ tự của nó là 151. Con này có giá là 2.800.000. 2.800.000 nghe cô chú anh chị. 2.800.000 là em sẽ bao ship cho mình, tặng một chai nhớt. Bao ship nè, tặng chai nhớt, tiếp mở mua ghi. Rồi cô chú anh chị mình đến nơi thử máy ok rồi mới thanh toán cái shipper cô chú anh chị. Ồ, cái máy này cũng dây giật, em có thai. Về nó có tưa. Thì tiền nào của nấy. Nói chung là máy đẹp thì giá nó đẹp. Rồi em cũng lên cho mình là con GM đó nghe cô chú anh chị. Con GM là con GM, cũng là GM82. Rồi để em quay cho mình xem nha. Em kéo này ra giùm mình cái. Em để lên hồi em đâu có quay được. Con này thì tình trạng nó vậy đó nghe cô chú anh chị. GM82 nó là cũng 2.4 HP nữa, mấy viên da băng. Con này thì mấy anh thợ bên em vệ sinh xịt nước có cái chốc sơn rồi cô chú anh chị. Chứ mấy em về em thấy không có chốc cái này. Rửa đêm hôm trời cũng chiều qua tối rửa xịt hay chốc à. Con này thì cũng đẹp nghe cô chú anh chị. Không có thua con kia nhiều đâu, nhưng mà con nãy thì đẹp whip hơn. Nhưng mà được có một cái con này là hỏng hút xả của nó là khoảng là 42. Con này là khoảng 42 nè, hút xả lớn. Máy thì gọi là 7 nút gửi 8 nút. Bô thì nó cũng còn như vậy nghe cô chú anh chị. Nó cũng còn màu đen mà nó không được đen thù lù như cái kia. Thằng kia thì lưu lượng nước của nó là cây 140, thằng này là 200 lít trên phút. 200 lít trên một phút. Cũng đẩy cao là 33 mét đó nghe cô chú anh chị. Hút xả là 40-42. Bình xăng con thì cũng đẹp cực kỳ nghe cô chú anh chị. Chụp cò này nó có hơi nhâm nhâm. Con này thì bỏ theo thời gian 5 tháng thì nó không bằng con kia. Bình xăng nhựa mình khỏi coi nghe cô chú anh chị. Đang phá xăng để mở xăng ha. Bên đây là đóng e nè. Đây là đóng e nè. Rồi cần ga lên miếng. Rồi em cầm. Nhẹ giật nhẹ nổ nghe cô chú anh chị. Rồi mã số thứ tự của nó là 152. Con này thì em tính cho mình là 2.600.000 nha. 2.600.000 cho con bơm nước GM82. Mấy con này giờ giá trị lắm nha. Rồi bữa nay em lên GM82 cho mình hơi nhiều nha. Nhiều lắm, tới 3 con lận. Rồi đây, rồi anh quay. Rồi em lên tiếp cho mình là một cái con GM82 cũng là 2.4 HP nữa nghe cô chú anh chị. Tình trạng thì áo yếm đâu kia là em thấy nó đẹp nè. Nước sơn bên này thì có chỗ này nó hơi có chốc nhẹ. Lóc liếc thì cũng ok nghe cô chú anh chị. Thằng này hút xả thì chỉ có 25 thôi.
25. Con này cũng ít xài nữa nghe cô chú anh chị, ít xài, ốc của nó cũng còn sáng giới à. Con này đúng rồi, đây chụp cò, chụp cò thì cũng còn ngon nha. Bô nó vậy nè. Bình xăng con. Bình xăng nhựa mình khỏi coi nghe cô chú anh chị. Để em cầm. Rồi đầu tiên cũng đóng ngang nha cô chú anh chị. Lên miếng ga. Mấy con này nhẹ giật nhẹ nổ nữa. Rồi, con này có mã số thứ tự là 153. Con này thì em tính cho mình là 2.500.000 nghe cô chú anh chị. 2.500.000. Thôi em lên con Honda cho mình đi. Rồi được, để em quay luôn rồi. Em lên cho mình là một cái con Honda GX120 nghe cô chú anh chị. GX120 Honda 4.0 HP. Tình trạng thì chập giật thì nó hơi chóc sơn nghe cô chú anh chị. Máy thì bao nguyên zin cho mình. Áo thì còn đẹp mà chụp giật có hơi chốc sơn. Bình xăng thì ken thêm da băng cho mình nghe cô chú anh chị. Gọi tới trong ruột ở trong luôn nè. Chụp cò này cũng còn ok nghe cô chú anh chị. Tại lên hình làm như thấy nó hơi ố ố. Bô thì nó còn vậy luôn nghe em, chưa sơn hết nghe cô chú anh chị. Rồi con này hút xả là 60-60. Bình xăng nước sơn ngoài còn đẹp quá trời ta. Để em coi ở trong thôi. Ở trong nó hơi xét rồi cô chú anh chị. Dung là ổn nha cô chú anh chị. Hàng bãi mà, nói vậy thì ổn nha. Tương đối lắp xăng, nói chung là nó, nếu bình xăng này xuất sắc thì máy giá nó khác. Rồi em cầm cho nè, đừng lắc quá, lắc coi chóng mặt quá. Rồi đầu tiên mình cũng đóng ngang nghe cô chú anh chị. Cái này nè, cái này là cái mở phá xăng, cái này là em đang mở xăng. Còn cái e này là mở, đây là đang đóng e. Công tắc thì mình bật xuống là mở nghe cô chú anh chị. Cần ra lên giúp em miếng. Ủa, 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 ủa. Máy nãy còn hơi của em giật hơi ẩu nó trả lại. Rồi đóng em mới được. Rồi con này có mã số thứ tự là 154. Em phải đi theo cái máy chứ còn cái máy sao theo cái điện thoại được em. 154. Con này là 2.700.000 nghe cô chú anh chị. Chai em lạ lắm cô chú anh chị.
người ta quay cái máy, cái điện thoại nó theo cái máy, còn này kêu cái máy theo cái điện thoại. Camera này chịu phạt. Chịu, không cho bà chủ ngủ chung luôn. Rồi, em lên tiếp cho mình là một cái con Kubota nghe cô chú anh chị. Nồi đồng có đá của chú anh chị. Kubota. Kubota con này thì nó là 3,7 HP nghe cô chú anh chị. 3,7 HP BS. Dòng tua là 3600. Gì chữ Nhật không à? GS150. Cosin mít in da băng. Con này thì nó bị thiếu cái boe, em lên boe của 181 luôn cô chú anh chị. Quá sang luôn, lên cái boe. Lốc liếc thì bên em đã vệ sinh sạch sẽ cho nghe cô chú anh chị. Cái này nó còn dính cho mình hai cái đầu nối nhanh nè, đầu nối nhanh là găng 60 nè, bóp vô là vô. Còn cô chú anh chị mình không có xài này thì kêu em bên em tháo ra giùm nha. Mấy cái cuộn dây mà cứu quả người ta bán sẵn là nó nối nhanh này hay lắm nè. Rồi, em cầm đây. Quên mất tiêu, cái nào đóng e, cái nào mở e luôn rồi. Máy nhiều máy quá giờ không nhớ nổi. Ủa? Mấy con này không gài công tắc hư nhiều quá ta. Rồi, con này nhẹ giật nghe cô chú anh chị chứ nó cũng không nặng giật gì đâu. Con này mã số thứ tự của nó là 155. Nghe cô chú anh chị. Con này thì nó con này thôi em để cho mình là 1,8 triệu nghe cô chú anh chị. 1,8 triệu. Có một con, mình sẽ có một con máy bơm nước hàng Nhật Bản nghe cô chú anh chị. Thằng này thì bình xăng ở trong thì 100 con thì phải xét hết 100 rồi cô chú anh chị, khỏi coi. Nhưng mà em bao là không lủng đồ này kêu cho mình nha. Không có xét mà kêu mà lớp cặn cặn ở trong rồi không có. Thì bên em đó cũng có vệ sinh sơ rồi, nó dính cái lược rồi, không lên. Chứ thì hôm nay nó có cái lược, nó bảo vệ nó thì xét nó không xuống được cô chú anh chị. Cái con này em nhớ, con này bùa hổm em bán 1,8 triệu bán không được. Bên em giống như em giảm giá cho mình là 100.000 nè. Tại còn bùa hổm 1,9 triệu, bây giờ còn 1,8 triệu. Mình xài mấy con đó thì nó ok hơn mấy con máy mà kêu bằng Trung Quốc đồ nhiều nghe cô chú anh chị. Rồi, em lên tiếp cho mình là một cái con Mitsubishi GM132 nghe cô chú anh chị. Con này là 4 HP, 4 BS. Em thì có hơi chốc chốc rồi. Cái này thì không quan trọng đâu nghe cô chú anh chị. Dàn áo thì vận chuyển, khi vận chuyển về thì nó có hơi bị chạy nhẹ chỗ này nè. Không ảnh hưởng nha. Bình xăng nhựa nghe cô chú anh chị. Lốc liếc đẹp ha.
Túc xã 60 nghe cô chú anh chị. Cô bơm màu đẹp quá trời luôn. Ống xăng gin luôn. Chụp cổ hoắc quê. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi, cầm đi. Rồi, đầu tiên mình cũng đóng nghe cô chú anh chị. Đóng nghe. Cần ga lên miếng ga. Công tắc bữa qua đó chắc phải. Giật. Rồi, con này có mã số thứ tự là 156. Con này, máy này tương đối đẹp. Rồi, em tính cho mình là 2 triệu 900 ngàn nghe cô chú anh chị. 2 triệu 9. Mã số thứ tự là 156, 2 triệu 900 ngàn, bao ship tặng chai nhớt tiếp mở mua riêng nghe cô chú anh chị. Rồi, em bộ hổm em còn cù là một con nè cô chú anh chị. Con này là bộ hổm 145 Mitsu. Con này là GT400 nghe cô chú anh chị. Con này cái tem thì nó mất mất cái mạc rồi. GT400. Cũng bốn ngựa như con kia hồi nãy vậy đó. Chụp cò đẹp quá nè. Bình xăng con. Cô xin bơm hút xả 60 cho mình nghe cô chú anh chị. Xăng nó xăng cặn đó nghe cô chú anh chị, chứ bình xăng thì ok nha. Rồi, cũng vậy thôi, đóng nghe. Cần ga. Máy ganh thì ok cô chú anh chị, nó kêu cái bô có gãy ngóc đâu, nhưng mà phải rồi, nó hơi kêu là vấn đề là nó hơi có lủng nhẹ chỗ này cô chú anh chị. Rồi mã số thứ tự vẫn nguyên như cũ nghe cô chú anh chị, là 100 thôi. Con này em giảm cho mình 100 ngàn đi, em bỏ số thứ tự luôn đi cô chú anh chị, lên luôn tiếp luôn ha. 157. Giảm 100 ngàn đi cô chú anh chị, cái trừ thì cái bô đi. Một trăm năm mươi bảy rồi, 2 triệu 700 ngàn nghe cô chú anh chị. Rồi, em lên cho mình một cái con Honda 4 ngựa nghe cô chú anh chị. Xét xét xấu xấu. Nhưng mà nó chất nghe cô chú anh chị. Mấy cái dòng máy này mình để bỏ đồng, bỏ ruộng, bỏ bãi rồi kia. Mình không có sợ mất nha. Cũng là Honda GX120 4.0 HP.
Mà bên đây thì nó quay lại đẹp ta, chụp cầu hút quê nè, mình sân con đẹp quá, Ken Hinja băng luôn. Bồ bên này có tút đen lại cô chú anh chị. Lốc liếc thì bên đây thợ bên em đã vệ sinh sạch sẽ chừng ha, cũng là hút xả 60-60 cho mình. Chàng ơi, ở ngoài nó xét mà ở trong nó đẹp như ngọc trinh cô chú anh chị ơi, ngộ thiệt chứ, ở ngoài nó xấu mà ở trong nó đẹp. Đừng quan trọng cái vẻ bề ngoài nghe cô chú anh chị. Rồi em cầm à. Dạ. Xét xét mà ok nghe cô chú anh chị. Máy thì bên em thì bao nhảy nổi cho mình, mã số thứ tự là 158. Con này em tính cho mình là 2.600.000 nghe cô chú anh chị, tại máy móc giờ nó lên giá quá. Trước thì như mấy con máy này em bán chừng 2.200.000 gì, mấy con máy này 2.200.000, 2.300.000, giờ không có máy nữa mà giá thì nó căng. Rồi em lên cho mình đi. Con Subaru, con Subaru này thì bên đây là nó từ cái con bơm nghe cô chú anh chị, mà em gỡ ra nghe, nó là em gỡ ra thì nó sẽ là thành cốt thẳng, cốt 18 nghe cô chú anh chị. Mình để dành chạy xuồng, chạy vỏ, kéo nén thịt thú là ok nghe cô chú anh chị. Em quay phải sát thấp xuống một xí nè, người ta mới câu được. Giờ em chụp xuống không. Ốc nó còn đẹp nghe cô chú anh chị. Lốc liếc thì đẹp, bô cũng đẹp nữa. Áo nó cũng đẹp, chụp giật cũng đẹp. Mà quay qua lại ảnh bình xăng, ảnh chóc ghẻ tùm lum hết nha. Hết xăng luôn rồi cô chú anh chị. Bình xăng ở trong thì sạch nha cô chú anh chị. Chắc còn trong bình xăng con chắc chạy được. Mà con này có lượt bảo vệ thì không sao đâu nghe cô chú anh chị. Thì đầu tiên là đóng nghe. Lên ga, công tắc. Hết xăng thiệt rồi. Thôi hết xăng, dẹp nó qua bên đi cô chú anh chị. Rồi clip nó cũng hơi dài à. Thì để em quay sơ lại một cái nữa nghe cô chú anh chị. Thì bữa hổm em cũng còn cù cặn là cái con Mitsu nè. Con Mitsu 6 ngựa cốt thẳng nghe cô chú anh chị. Bình xăng sắt. Con số 141 á, là con này là 4.200.000 nè. Em còn cầu con này nè, chụp cầu HV, ốc ác 7 màu nghe cô chú anh chị, bô nó còn đeo thù lù luôn. Bình xăng ở trong là còn đẹp nghe cô chú anh chị, ba mấy phút rồi, thì em quay sơ bộ vài con đó nghe cô chú anh chị. Nhớ mình cua ta nè, con cút thẳng nè, mình gắn bơm lùa nè, chịu mấy con cô chú anh chị, chịu 3 con. Bao nổ cho mình không bao chạy luôn nghe cô chú anh chị. Như con này nè, 1.300.000. Cuta 1.300.000. Rồi Honda gì nè, Honda hơi xấu xấu rồi nè, 2.000.000. Cố thẳng 4 ngựa. Bữa sẵn ở trong ok luôn. Cuta, con này cũng 1.300.000 luôn nghe cô chú anh chị. Ra mồ hôi luôn cô chú anh chị. Rồi kết thúc video tại đây thì em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem kênh, xem hết clip của em nha. Cuối clip thì cô chú anh chị nào xem hết thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và là một lượt đăng ký luôn nghe cô chú anh chị. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn cô chú ạ.